hết thịt ăn rồi anh em phải lên rừng kiếm đồ ăn thôi. Kiếm mồi thôi. Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà trục thăng nhiều hết nhở? Trục thăng trên trời bay lên hơn 10 con rồi anh em ạ. Chắc là ở trên Điện Biên, lên Điện Biên hay sao ấy. Lên Điện Biên bảo là sắp mở ấy rồi. Mở gì? Còn sân bay rồi. Mở quán karaoke trên đấy à? Không. Thấy rất là nhiều. Mở dịch vụ hơn 10 con. Trục thăng lên Điện Biên mà. Mai kia con kia nó thanh lý là chắc là tay vào tay mình ấy. Càng nhiều bác Khánh mà sẽ muốn thanh lý con máy bay kia. Nhiều quá, hôm nay anh em đứng ở đây nhìn thấy máy bay quá nhiều anh em ạ. Đây là nhà chú Vĩnh, bây giờ đã đập máy rồi anh em nhá. Tí nữa mình về mình sẽ đi quay nhà chú Vĩnh cho các bạn xem nhá. Ô cò của bố Thìn này nhiều thế nhở. Chắc tối mình phải đi nhảy tí thôi. Ao của bố Thìn này sạch thật. Quá à, bố Thìn bố đốt con voi. Có số bộ đấy. Sao con này này nhựa con này sao nó lại màu này nhỉ? Không ôi trời ơi, bôi để cho nó khỏi phải con sâu bọ nó cắn. Rồi đi tiếp, các bố Thìn thì nhiều rồi. Ô, con cá kia sắp đi củi rồi kìa. À, gì? Cá nào? Vừa đi nó xuống rồi, cá vược. Ao nó kìa, giờ đấy nó lại lên nhỉ. Mà nó sạch nhỉ, ao của bố Thìn thì công nhận nhỉ. Nó nhiều cá nhưng mà nó không đục như nước của mình nhỉ, sao lại thế nhỉ? Hay tại mình tại ao của mình nó ao xi măng nhỉ? Không, nó nếu mà nó đồng nguồn. Em ở đây ao ở đây hay ném cái cây vào ao nhỉ? Ao của mình chẳng ném gì. Này chắc là chỉ là chống trộm. Ê. Cá đang ăn cỏ. Đâu? Ồ, đại bàng anh em ạ. Cái kia là phi máy bay, cái kia là đại bàng. Máy bay kêu kinh thật nhờ. Xa như thế mà kêu nổ cả trời luôn. À, một củ măng anh em ạ. Măng chả. Măng nảnh à? Ờ, lấy hết. Lấy hết đấy. Ờ đấy hết rồi chú. Một củ măng đầu tiên của anh em. Ồ có rồi, có ăn rồi. Có ăn chưa? Măng riềng. Có ăn chưa? Anh em mình lấy hết. Măng to ấy nhỉ. Măng nhỏ, măng to mình lấy hết. Các loại một củ, các loại măng chiến tất. Được măng ca em thơm. Măng ca. Măng lại ca. Ui, cái này ngon lắm đấy anh em ạ. Cả măng đại tàu. Có đúng mỗi một củ. Cái gì cho ăn nó cũng quay cũng như tất. Thả nó thử nhang em nó. Mười cái bay xem. Giờ là ô măng này, cái này là măng năm vừa rồi mà sao ấy? Sao không thấy măng gì nhỉ? Năm nay. À, năm nay. Ẩm sĩ ướt. Bác Khánh rời để nhà không? Biết cũng đùi trâu. Chắc phải 20 con nhỉ. Cái bậy. Ô than thế nhỉ. Khổ lắm. Mùa này là mùa khô hanh mà. Ừ. Hôm qua thấy con của anh Phu mình rung phu với hai con nhỏ nó múa ở đây thì múa quạt à. Ừ, nó bắt cá ở cái chỗ này thì ông yếm về đuổi. À, xem một nữa. Ông kia ông ngồi xổm ở trên kia ông có phun nước ra chứ. Ông đang đi ngoài. Đang đấy. Thế đấy nhờ. Đi chơi đây bố ơi. Đi kiếm măng đi, đi kiếm mồi đây. Hiện tại là anh em mình mới được 2 củ măng thôi anh em ạ. Chưa được một cái gì cả. Men theo cái dòng suối này, ngày trước rất là nhiều nước. Nhưng mà anh em nhìn thấy cái lượng ống nước ở đây này. Dù nước có hàng bao nhiêu thì cũng không có nước để chảy đâu, bởi vì
anh em lấy nhiều quá nhiều nước. Cái này mà để không ấy, nhiều nước lắm ấy nhờ, nếu mà không ở dẫn ống về ấy. Với lại mùa này vẫn hơi trước kia, mùa mưa thì ok ngay. Nhưng mà mưa lần trước ấy nhiều lắm. Anh em đi xem ao của chú anh xem. Ô có cạnh ấy kìa. À, đúng rồi. Có quả kia ấy, vấn đề ấy, trời nó không mưa. Này, cây này làm kia bằng mình trồng ấy. Cái này. Cái cạnh mình trồng một cây rồi nhưng mà hình như chặt đi rồi sao. Có cây chít quá nhiều đây này. Này ai mà đi là cắt cỏ ở đây thì tha hồ. Ồ, quả mất cạnh đấy kìa. Ừ. Có mùi anh em ạ. Có mùi, anh em xuống lấy thôi nhỉ. Xuống luôn. Tí nữa chắc không quay về điều này đâu quá. Phải lấy chứ. Xuống luôn đi. Ừ, bác Khánh xuống đi, không có giày. Nước của anh em trong bản người ta đừng để lọc để lấy nước này anh em ạ. Mưa xuống một phát là nước về quá nhiều. Mưa có tí thôi nhỉ. Đây bác Khánh lấy quả mắc cạnh nha anh em. Quả quéo à. Quả cà. Phải biết mình gọi là mắc cạnh thôi. Cả đắng anh em ạ, cái này mình về mình xào thịt ăn. Cái này mình nướng ăn không ngon, mình ăn sống cũng được cái này. Giờ mình nộm kiểu cho măng chua vào cũng ngon mà. Quả này cho canh bon đi. Đục ngầu. Quá là ngon luôn. Tí nữa về mình xào với thịt ăn nhỉ. Đúng rồi. Mình xào với thịt ăn ngay. Tổng hợp mà. Xào mỡ ăn anh em ạ. Đây, đây. Ây da, được đấy. Ao của anh Phong nữa các bạn ạ. Anh Phong nhiều ao lắm mọi người ơi. Đây, bố Thìn đang đi cắt cỏ của bò. Ao cạn thế bố. Đây. Này lên câu chắc được cá đấy nhỉ. Có cá ăn đấy, câu rồi. Lên câu bằng cần ấy. À đây, con phu ngon mấy bạn nọ. Cá nó ấy lên hết rồi. Cá rô con á. À, ao của ông này rừng rô to phết đấy. Anh em xem lượng nước này. Mưa mùa này nó khô quá anh em ạ, hạn rồi. Nắng hạn rồi. Hết nước. Ô mình bảo nó bên hái quả này ngon mà. Mùa này nó chưa mưa ấy, đi đâu về đem lá phát ban. Không, mình ấy thôi, em theo mình xào với thịt thôi. Xuống mò cá cả, ông bảo xuống mò cá cả. Mà cá của ông cá rô phi sao nó ngọn, nó sao nó nổi lên thế nhỉ? Nước vào như thế mà nó vẫn không ấy anh em, mà chứng tỏ cái ao này nó ngấm kinh nhờ. Nước vào hẳn bằng cái đùi này mà nước. Nhưng mà có cái quả gì rất là ngon ở trên này này, cao quá nhưng mà chưa chín. Trên anh em mình gọi là quả mắt tàu kinh anh em nhá. Chỉnh xua ải ra tớ nhá, ải tớ nó mất kiện. Thôi anh em đi tìm tiếp thôi này, anh em mới được bằng này thôi anh em ạ. Mùi của anh em mình lên tiếp. Vẫn còn hơi mỏng.
Đây đây. Anh em bạn đây này. Woohoo. Có cả một lô chín đây này. Được, cây này quá đỉnh. Bùi đúng không? Thế là vì mình chặt chéo ăn một ít nhở. Chú Dũng hình như món này chú Dũng thích lắm hay sao ấy? Chú Dũng thích ăn đắng hay sao ấy? Thế con chim với cá mang về nuôi thôi. Bay đâu rồi bác Khánh? Con voi cá nhỏ. Cả ngày hôm nay nghe toàn tiếng máy bay. Khôn lắm với cá nhỏ này. Con chim nhỏ mà bay nhanh thế. Ôi, cái cột điện này ở đây à? Thế nhà em luôn. Anh em ạ. Hôm nay anh em mình chủ yếu là rau cỏ, măng thế thôi. Cái cây này người ta hay chơi cây này, bonsai này. Cây pháy này. Ồ. Mai anh em mình lấy tương thối cho em thơm đi chấm ăn tại vườn, tại cây. Nghe thấy tiếng chim chào mào kêu. Chú ấy đang giãn mắt vào chào mào anh em ạ. Cây nọt. Ai cũng không sai mới. Cái này không phải là sợ mà là quá sợ thằng ấy. Che lắc léo đôi bờ đấy. Bờ. Rồi tí bờ. Vỡ bờ. À, xếp còn lên được rồi. Em mới không biết em ấy địch lên kiểu gì nhỉ? Chắc là lấy xào à, chú ạ. Có xào rút mà. Anh em ơi, anh em thấy cái sung này quá đỉnh. Đẹp kinh khủng anh em ạ. Cây này mà trồng ở cái hòn bộ tiểu cảnh nào thì đỉnh luôn đấy. Nó đẹp kinh khủng luôn. Tay cảnh nó đây này. Anh em trong bản đang đi vẫy chim chào mào anh ạ. Ôi nhìn thấy cái cây này xuống thật có sung này. Chào các bạn luôn. Yêu nhá. Chúc mời các bạn yêu ăn mơn. Ừ. Chào ngợi. Quá ngợi rồi. Đó bác Khánh cầm bộ thế này. Đỉnh thật. Các bạn ơi, các anh em bạn ở đây. Đỉnh chưa? Mời các bạn yêu ơi. Sai nhỉ. Cái mời các bạn yêu ăn mơn. Chiến em mơn, cắt cơ em đó. Đây chín đỏ au anh em ạ. Lên lên. Ôi mời anh em nhá. Mời luôn. Xuống. Đẳng cấp. Sai nhiều nhỉ. Ủa, xuống nhỉ. Quá ngọt anh em ạ. Này cây này cũng kinh này. Bác Khánh làm tí đi. Đó. Được chưa? Đây, cái cành này bác Khánh. Đó. Cái cành này cũng được. Đấy. Đấy. Mờ mận. Ừ, lắm này. Đây, mở cái cành em nhá. Mở cành này bác Khánh nhá. Đúng vậy luôn. Ấy. Đây anh em ạ. Đây anh em ơi. Quả quả mắt xiêm cẩu ấy ngày trước chú nhờ anh em mình hai lên trên ăn chú Xuân hay có nhiều bây giờ không thấy nữa nhỉ. Mắt nai, mắt nai là xinh đẹp. Đẹp anh em. Gọi là quả này quả mắt nai nhá. Mắt nai, mắt nai, a cha 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 ấy phải gì hát này nè. Ngọt thế anh ạ. Cái này nó bán ở chợ ấy. Mắt nai ơi, ô lì, ô cha 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 cha.
Hạt quá kinh anh em. Đi xem chuồng trại cái gà của chú Long xem nào. Ơi. Ôi à. Thế thoải mái. Bể nước này không bơm lên gì nhờ. Chú Long này có bơm nước lên không? Khổ thế này. À gà không thả ra à, nó ở trong chuồng. Gà nhiều phết anh em ạ. Ờ bác gà mổ đi. Chuồng gà mà. Này, cửa lòng đang bắt cá rồi. Mổ gà đi. Có cá làm gì mổ gà nữa. Này, cửa lòng đang bắt cá rồi. Đây nhà chung của anh em này. Làm món gì đây? Căng, có ăn à? Chúng em thơm này. Đang lấy cái đấy về đốt nhà anh em ạ. À quét nhà chứ quên. Bên kia trào màu nhanh thật. Hôm nay đồ anh em mình đi kiếm chỉ được thế này thôi. Cả anh em mình sẽ anh em bỏ ra anh em mình xào với thịt nhỏ, cả măng nữa, còn là thịt anh em mình nướng ăn đấy nhở. Nấu nhở, giờ là nấu ăn đã. Hay là anh em mình cho cả mận vào? Cho quả đấy đây nhở. Mận này tí nữa để ghém chua, tráng miệng thôi. Mận với đào này. Măng vào, măng này. Thật mỏng 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 ra. Thái thịt chưa? Thái thịt vào đây một nửa mình nướng ăn nhở? Thêm vịt chính ăn rồi sao chứ Dung? Xấu sao đều làm. Hôm nọ ăn với anh Cao bảo không có cân. Hôm nào chả sướng, nếu mà ra nhà chung ấy nó gió ác rồi. Mà khai ý sẽ gọi ăn mỏ lên mỏ điện đi. Mua chút khuẩn ra. Khuẩn nó gọi, bớt khuẩn mỏ nó gọi. Chạy cho vào luôn. Này này, anh em mình sẽ xào với quả nước đắng của anh em mình nhé. Em nhé, này này em thơm thì đang đứng. Gió vẫn hát thì thầm ác anh em ạ.
Quả này mà làm dưa muối ăn chắc cũng ngon anh em nhỉ. Quả này ăn sống nó đắng đắng. Ô, ui, luộc với. Măn mi là ăn ăn đấy đâu. Măn mi là chỉ có măn. Ui. Rồi. Em cà vào. Em cà vào. Các em yêu ạ. Các bạn yêu ạ. Bạn yêu nhá. Chào mừng anh em đến với món cà Dubai. Cà của anh em to to năm phút đi. To năm phút đấy. Quả cam mình chưa chín đâu. Mày đi. Mày thế. Nhìn nó thấy ngon rồi anh em ạ. Nhưng mà anh em mình cảm giác thiếu gia vị sao ấy đúng không? Vãn nhưng mà chủ cho mít mới đi qua. Mắn bất chứ mi đâu. Ui xòa ok rồi đấy, cho vào thôi. Quả cà này ngọt thế nhỉ. Ngọt ngọt chưa? Ngọt. Cái này cho hành hành khô vào chưa? Cho rồi. À rồi đúng không? Đấy, chắc mệt mệt đấy. Món này là món đắng anh em ạ, vị đắng anh em nhá. Thích hợp cho những anh em thích ăn đắng. Này, chẳng sao. Quả này nó quả này nó không cảm giác gì thế. Ừ. Hơi the. Đó có cái gì đấy nhỉ? À, con là nó mịn, nó không có được, nó không có nắp. Kiến, kiến này. Ờ, kiến. Con mềm, con mịn, thật kiến sao? Mịn. Nào anh em đi. À. Muộn quá rồi. Đúng rồi. Đấy. Rồi, đây cả anh em nhá. Hôm nay đi kiếm mồi không được đồ ngon mấy nhở? Hơi à, khó kiếm. Tại không trời mưa, nếu mà trời mưa thì nó ra nhiều. Cà dại này là ok rồi bác anh ạ. Một món này quá sướng rồi. Mời tất cả anh em nhá, ăn trưa với anh em mình. Mời đi. Nào anh em ơi, đến này đi. Ai xa. Ơi, một chén. Đến đi. Cho thìa sang đây. Thìa sang. Xúc, kiểu như máy xúc ấy. Vẫn phải tí thịt vào anh em ạ. Nếu mà cái này không có vào. Cả thịt đi. Đấy anh em mà gần đi. Vừa đắng vừa bùi vừa ngọt. Ấy chứ. Thôi mình không không dùng đâu. Dùng thôi nhỉ. Đây. Này nha. Mày em đi đi. Ờ, duyên mà. Ôi. Cho nguyên quả này bác khả nhận nó sướng. Mời cả anh em nhá. Đi. Cà này bùi, bùi lắm à? Ừ. Cà này nhiều lắm. Ờ. Thôi mời anh em đi nhỉ. Tiếng Thái gọi là quả mắc cạnh. Quả mắc cạnh. Ê. Làm quả to nó mới sướng này. Mời anh em nhá. Lên đi bác khả. Trời nóng lắm này không? Ừ. Không có quay em bác Khánh ạ. Vì ở trong nó nóng lắm. Chú Dũng ừ, nóng. Đây rồi. Chú Dũng ăn rồi còn gì nữa. Ừ, mình cũng ăn rồi. Sợ. Đừng run mà đừng sợ bác Khánh ạ. Ngồi lắm. Nhưng mà bỏ chú Dũng bỏ trước rồi. Đấy. Anh em lên đi. Là cái miếng mỡ này ngon này em thương. Ừ. Ui. Còn có mỡ không không? Úi dồi ôi. Cũng nhận là... Phải làm tí mỡ vào. Rồi, mời tất cả anh em cắt cơ nhá. Úi dồi ôi. Quá ngợi anh em ạ. Mùi lắm. Đỉnh nha. Chỗ ý luôn thêm nước vào chuyện. Bác Khánh không nói đời à? Ừ. Nghe nào. Nó có một chút vị đắng anh em ạ. Đúng rồi. Ai, đắng là đắng đắng này. Nó bùi bùi lên đắng thôi nha. Đó. Không. Ngon. Này. Đấy, nó phải chơi cả mỡ vào, nó mới ngon. Cái này cà này nó đắng, nó không nó hơi đắng đắng, nó không giống như kiểu cà pháo mình nhỉ. Ừ, có loại cà, có một loại cà ấy, cà đắng. Cà khứnh nhỉ. Cà ấy khứnh thật.
Quả nó hành thơm kia gì. Nhưng mà quả đấy ăn để giải được. Rượu mà. Ngon. Thấy bác Na Toán mình ăn cả bát, đấy, bát mì rồi. Tôm, một bát mì tôm rồi một bát quả đấy, sợ thật. Nhưng mà mình thì không chết được. À thôi. Quả cà leo đó. Cà leo. Thế lên mạnh vào đây cho chúng. Thế đi anh em. Mưa xuống anh em mình nhờ như là dùng tìm măng nhỉ. Đúng rồi. Đây thôi. Nghe anh thơm. Mạnh rồi đấy. Nóng ắt, sướng ắt. Nói em em. Nào bác anh lấy chai rượu này, cho thì nhỏ bao tí cho nó mát tí nào. Tí thì ngủ trưa cho nó ngủ nó sướng luôn. Ừ. Chiều anh em đi làm gì? Ở nhà không thôi. Ừ. Rồi nóng lắm. Ngủ à? Ngủ à? Ngủ cả ngày à? Mình đi, đi lấy củi. Đi bổ củi. Bác thì lấy xong rồi, xong hôm qua rồi. Được ba chuyến ba gác rồi. À, thế nhiều quá nhỉ? Ừ. Căn bản tôi mình nó ba gác nó không đi được ấy bác anh ạ. Nhục nhỉ? Nhục em thơm thấy áp bên phây ấy. Ờ, quá nhục thật. Nhiều nhờ, củi này em thơm ấy cũng là đỉnh. Thế thì nước kia thì em lấy chưa? Đấy rồi. Ừ, xuống cho anh em. Được. Gan bắt tôi đấy. Đắng. Đắng nhưng mà ngậy nhờ. Bùi. Quá ngon. Mà nó còn ngậy nữa bác Khánh này. Phải có cho mỡ vào nếu mà không khô quá. Đúng rồi. Cà này cho nhiều cái hạt này họ là nước cháo ấy. Nhiều anh em không biết ăn đâu. Cho rắn mà. Nhưng mà anh em biết ăn lại họ là làm cá muối được đấy. Cá muối mà. Cà phao cá muối. Cà sẽ ngon phết nhỉ. Anh em ở trong miền miền Trung miền Nam ấy không ăn đâu. Thấy nhiều anh em bảo ấy. Sợ độc phải đấy đúng không? Ừ. Đấy. Được. Được chưa? Cái này chanh bon ngon. Ừ, chanh bon thì vui á. Phải. Còn hắn nó nhớ bảo nhớ. Lên thịt nướng đi, bác anh. Lên đi. Lên đi anh em. Đấy, em thường mà làm canh cho anh em mình. Món canh kiểu Dubai à. Mời các bạn nhá. Có món bạn canh. Yêu. Các bạn yêu ơi. Các bạn yêu à, có món canh kiểu Dubai. Mời anh em nhá. Canh này là canh miến. Cộng thêm nấu theo kiểu Dubai nhá các bạn nhá. Em thường biết làm thôi. Ê, canh miến anh em ạ. À. Lầu bếp đến từ Dubai. Có cả măng đấy bác Khánh ạ. À. Mời các bạn ăn canh miến theo kiểu Dubai nhá. Đằng nhà lại à. Anh em nó làm TikToker ấy nhỉ. Hay phết đấy. Khét đấy. Đi đi bác Khánh. Ngon lắm. Rồi mời anh em thôi nhỉ. Lên thôi. Vẫn ngon như thường. Ngon. Chứng tỏ là để đống đá này quá ngon. Mời các bạn nếu ăn. Mời anh em. Chỉ có bạn yêu thơm. Trong cái đi học nấu ở Dubai thì anh em mình ăn cũng no anh em ạ. Anh em đi rừng ăn chua ăn. Giờ lại anh em mình cũng xin phép được kết thúc video anh em tại đây nha anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ anh em mình trong thời gian qua anh em ha. Chào anh em, chào khán giả yêu nhá. Chào các bạn yêu. Tất cả anh em nhá.